hạng người như tôi thì làm sao? Tao nói cho mày biết, hạng người như mày ấy với tao không cùng đẳng cấp. Về đây. Cô này. Tại tôi không biết cô học lớp nào cả, nên là tôi đứng cổng trường của cô đợi cô về rồi trả. Hả? Tao cảnh cáo mày lần cuối, tránh xa tao ra. Cô này. Tại tôi không biết cô học lớp nào cả, nên là tôi đứng cổng trường của cô đợi cô về rồi trả. Làm gì à? Mày đánh đi. Hả? Tao cảnh cáo mày lần cuối, tránh xa tao ra. Đừng có làm tao xấu hổ trước mặt mọi người nữa. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà. Tao không cần cái loại như mày giúp. Biến. Tao nói cho mày biết, tao không muốn mọi người nghĩ là tao với mày có gì. Nên là từ giờ, mày không được phép bán bánh mì ở đây nữa, rõ chưa? Cô không có quyền gì cấm tôi cả. Cô đừng có mà quá đáng. Như thế này là còn nhẹ đấy, liệu mà biến đi, rõ chưa? Cô đi đâu thế? Thằng điên này, tao nói mày không hiểu à? Hay mày không có não? Dừng lại đi, cô đừng đi nữa. Cút. Mày là cái gì mà dám xía vào cuộc sống của tao? Tao đi đâu làm gì là việc của tao? Biến. Tôi nói thật với cô, người đàn ông đấy không tốt đâu. Nó là tên xấu đấy. Mày mê mẩn tao đến mức này rồi cơ à? Cuộc đời tao chưa bao giờ bị sỉ nhục thế này đâu đấy. Tôi nói thật với cô, tên đấy là tên xấu, không tốt như cô nghĩ đâu. Cô bỏ anh ta đi. Tao
nói cho mày biết, tao thích gặp ai, yêu ai là quyền của tao. Mày là cái thá gì mà dám xúc phạm người yêu tao? Còn cái hạng bán bánh mì như mày ấy, thì nên biết điều, biết điểm dừng, biết mình là ai. Đừng để tao điên lên, thì bánh mì mày không được bán ra đâu. Lâu ấy nhỉ. Châu ơi, đây. Ngồi đây. Tình hình thế nào rồi? Được bao nhiêu? Em chỉ có 2 triệu thôi. Có thế này thôi à? 2 triệu thì làm ăn gì? Nhưng mà em cũng không có cách nào cả. Nhà em có điều kiện thật, nhưng bố mẹ em khó tính lắm. Em mà có xin tiền nữa, bố em đuổi ra khỏi nhà đấy. Nhưng mà bố mẹ em có mỗi một mình em là con gái, sao khó khăn thế nhỉ? Mà nhà anh cũng giàu mà. Anh xin bố mẹ anh đi. Sao rồi? Mày gửi thư tống tiền cho nào được chưa? Rồi, không phải lo. Nhà nghe có vẻ bố con mày xấu xổ lắm đấy. Với bọn nửa tiền phải mạnh tay nó mới sợ. Mà này, mày không... Thôi, tao cũng hứng. Mỡ đến miệng mèo mà còn chơi. Chứ chơi thế để anh nhá. Ừ, mà nhanh lên đấy. Mẹ nhà thì ăn bây giờ lấy con. Nào, cổ bác. Cổ cuối cơ. À, thằng này là thằng bán bánh mì dạo cổng trường. Mà đéo không biết. Đấy, đấy. Mười, mười. Bánh mì. 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 Mất cả hứng. Đi. Tao bị thằng mua cơm chuồn nhanh. Chúng nó định bắt cóc tôi. Chúng nó còn bù ngon đấy. Ngon đâu? Tao bảo nếu mà hôm nay nó không ăn cắp tiền của bố nó rồi đưa cho tao, tao và mày bắt cóc nó để tống tiền của nó. Được. Được không? Đi. Lên. Bọn khốn đấy. Từ bây giờ cô đừng dễ dàng tin người như vậy. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ bảo bố tôi chuyển tiền cho cậu để cảm ơn cậu. Không. Không cần đâu. Chứ không phải cậu giúp đỡ tiếp cận tôi vì tôi giàu có à?
tôi chỉ là thằng bán bánh mì rong. Nhưng đấy là công việc tôi cảm thấy tự hào và không có gì phải đáng xấu hổ cả. Chính nó đã giúp tôi kiếm tiền, lo cho bản thân và lo cho gia đình. Tôi nghèo thật tệ, nhưng tôi có lòng tự trọng của mình. Tôi giúp người khác không phải vì tiền, cũng như không phải tiếp cận cô vì tiền. Vậy nên tôi mong cô sau này đừng bao giờ coi thường những người nghèo như chúng tôi. Thank you.